Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, cơ quan, địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Gia Nghĩa Đắk Nông, Trơn Thành, Bình Phước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định phải thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông chiến lược. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết cho 6 vùng, đều xác định rõ các tuyến đường cao tốc phải đầu tư xây dựng. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ sẽ có tổ công tác để phụ trách 2 dự án kể trên. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phụ trách tổ công tác này để giải quyết các thủ tục liên quan, yêu cầu các bộ cử thứ trưởng tham gia tổ công tác. Các tỉnh phải lập tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đứng đầu để chỉ đạo đôn đốc thực hiện 2 dự án này. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các nhà thầu tư vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính toán chắc chắn, kỹ lưỡng, tư vấn thiết kế tuyến đường phù hợp, tất cả vì việc chung, cân bằng, lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Tư vấn phải trung thực, khách quan, không được tiêu cực, tham nhũng, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp vào cuộc. Thủ tướng nhấn mạnh quy mô tuyến đường cao tốc phải đảm bảo 4 làn hoàn chỉnh, tính toán lại tổng mức đầu tư, suất đầu tư phù hợp tình hình, đảm bảo tuân thủ luật pháp, đảm bảo hạn mức tín dụng của ngân hàng. Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh chuẩn bị ngay các mỏ và giao trực tiếp cho chủ đầu tư, nhà thầu, không được lòng vòng. Đề nghị Hội đồng Nhân dân các tỉnh theo thẩm quyền phê duyệt quy hoạch liên quan đến đất đai và rừng. Thủ tướng tin tưởng với khí thế, nhiệt huyết của các bộ ngành, đặc biệt là các địa phương, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm thành công.